Và đây là công đoạn đã sau khi hoàn tất xúc bình, rửa hũ, sấy thì bây giờ là đã chưng cất xong và bây giờ đã chuẩn bị đóng nắp rồi, và bây giờ để tủ lạnh để ngày mai mình đi tặng cái phần này cho 50 hũ yến này cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy khoa tai mũi họng. Bởi vì có bạn làm bác sĩ ở trong đó thì thôi để chút tấm lòng cho mấy anh mấy chị của tuyến đầu chống dịch. Cho nên là đang chưng cất xong đây và chuẩn bị đóng thùng gửi đi Hồ Chí Minh cho bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy khoa tai mũi họng nha mọi người. Từng sản phẩm yến xào xong phim được chăm chút kỹ lưỡng, chu đáo, sạch sẽ và đẹp như vậy. Bởi vì đây là cũng ngay cái mùa dịch bệnh cho nên là mình chỉ trưng cái đông trùng kỹ tử và đông trùng nhãn thôi mọi người ơi. Từng cái hũ như vậy sau khi trưng tết xong thì bây giờ vặn nắp đóng tem, sau đó để tủ đá và ngày mai sẽ được gửi đi cho tất cả mấy cái vị bác sĩ ở trung tâm tai mũi họng của bệnh viện Chợ Rẫy. Một chút tấm lòng của yến xào xong phim gửi tới những anh chị em tuyến đầu chống dịch, bởi vì có bạn nên gửi biếu bạn và mấy anh chị em ở trong đó luôn. Xin gửi niềm lành và bình an cho từng sản phẩm của yến xào xong phim. Mong rằng quý vị ai ăn hay là những cái y bác sĩ đội ngũ phòng chống dịch của mình tặng được ăn và được gửi chút tấm lòng, mong rằng mọi người có thêm sức khỏe để mà phòng chống dịch, để giúp mọi người nha. Yêu quý khách hàng của xong phim rất là nhiều. Gửi niềm lành bình an cho tất cả. I love you.